Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Phát triển làng nghề ở Thái Bình nhờ thương mại điện tử. Huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương xuất khẩu vải sang Trung Quốc thuận lợi. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam mở hũ gạo ống tiền tiết kiệm giúp chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Phụ nữ Nho Quan, tỉnh Ninh Bình làm theo lời Bác. Thưa quý vị và các bạn, đến nay huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định có 44 làng nghề tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10.000 lao động. Số hộ và số lao động tham gia sản xuất ở các làng nghề theo từng năm, có làng nghề thu hút tới 80% số hộ tham gia làm nghề. Để hỗ trợ các làng nghề phát triển, huyện Hải Hậu đã xây dựng dự án quy hoạch làng nghề tầm nhìn đến năm 2020 gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tích cực triển khai thực hiện các cơ chế chính sách để duy trì làng nghề như khôi phục hỗ trợ phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp, quy hoạch cụm công nghiệp làng nghề tiểu thủ công nghiệp để thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ sản xuất vào sản xuất tập trung, hỗ trợ đào tạo thợ lành nghề, truyền nghề, chuyển đổi mặt hàng sản xuất phục vụ tiêu dùng trong nước sang xuất khẩu. Huyện Hải Hậu phấn đấu đến năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của huyện đạt 6.872 tỷ đồng, tăng 4,5 lần so với năm 2015. Phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trở thành ngành kinh tế chủ lực chiếm 35,3% cơ cấu kinh tế toàn huyện, phấn đấu mỗi xã thị trấn ít nhất có một làng nghề, mỗi gia đình có một nghề. Trước nguy cơ mai một của làng nghề truyền thống, hiện nay nhiều địa phương trong tỉnh Thái Bình đã tìm được hướng đi và không ngừng phát triển nghề truyền thống nhờ đổi mới phương thức sản xuất, tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá rộng rãi sản phẩm làng nghề ra thị trường nước ngoài. Lực lượng lao động giảm, thị trường trong nước gặp nhiều khó khăn. Để duy trì và phát triển sản phẩm đệm ghế cói, năm 2011, anh Phạm Tiến Duật, xã Quang Lịch, huyện Kiến Sương đã có kế hoạch mở rộng thị trường ra nước ngoài, mở gian hàng trên trang thương mại điện tử Alibaba và tham gia hội chợ tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Đưa sản phẩm ra nước ngoài thì cũng nhờ sự giúp đỡ của Sở Công Thương, giúp cho các website miễn phí để quảng bá hình ảnh, rồi là các cái mẫu mã mới, các cái hoạt động của doanh nghiệp và từ đó là khách hàng cũng tin tưởng. Cải tiến sản phẩm với nhiều mẫu mã, kích thước khác nhau để tạo ra sản phẩm mang tính thẩm mỹ cao, đáp ứng nhu cầu thị trường là hướng đi của công ty sản xuất và xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Tây An, huyện Tiền Hải. Công ty đã khẳng định chỗ đứng của sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên đấu trường quốc tế và tạo việc làm cho gần 70.000 lao động trong tỉnh. Tăng cường xúc tiến thương mại để quảng bá sản phẩm nghề, làng nghề đã và đang thể hiện rõ vai trò phát triển của doanh nghiệp trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của làng nghề truyền thống hiện nay. Nông dân vùng trồng vải của huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đang tập trung thu hoạch vải sớm. Đây là năm đầu tiên xuất khẩu vải sang thị trường Trung Quốc, sang đường chính ngạch nhưng được đánh giá là thuận lợi. Năng suất vải sớm ở huyện Thanh Hà vụ vải năm nay mỗi sào đạt từ 8 tạ đến 1 tấn quả vải tươi. Tuy thấp hơn so với năm trước, nhưng vải sớm vẫn được mùa hơn so với vải chính vụ tới đây sẽ cho thu hoạch. Năm nay là năm đầu tiên vải quả được xuất sang thị trường Trung Quốc theo con đường chính ngạch. Phần lớn vải sớm đã và đang thu hoạch đều xuất khẩu thuận lợi. Các vùng trồng vải xuất khẩu đã được cấp mã truy xuất nguồn gốc, có tem đóng gói, được phía Trung Quốc chấp thuận. Huyện Thanh Hà có 100 hectare vải được cấp mã truy xuất nguồn gốc. Địa phương này đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị cấp mã truy xuất nguồn gốc cho các vùng trồng vải có diện tích từ 10 ha trở lên và tạo điều kiện thuận lợi cả về điểm thu mua và hỗ trợ phân luồng giao thông để các thương lái và doanh nghiệp đến thu mua vải cho nông dân. Anh Vương Văn Thi ở xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên là nông dân trồng chuối có tiếng tại địa phương. Nhờ chủ động liên kết được với thương lái thu gom chuối tại nhiều tỉnh phía Bắc đã giúp gia đình anh thu nhập trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Anh Thi bắt đầu trồng chuối từ năm 2013 với diện tích trên 1 hectare. Đến nay, anh đã mở rộng lên trên 10 hectare, chủ yếu là giống chuối Tây Thái Lan hay còn gọi là chuối xiêm. Giống chuối này có khả năng thích ứng cao với đồng đất của địa phương, ít bị nhiễm bệnh so với các giống chuối khác, năng suất đạt cao, bình quân mỗi sào cho thu từ 70 đến 80 buồng và được bán với giá khoảng 150.000 đồng một buồng. Hiện hầu hết sản lượng chuối của gia đình anh Thi đều được các thương lái đặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc, trừ chi phí mỗi năm gia đình anh có thu nhập trên 1 tỷ đồng từ trồng chuối.
Một trong những tiêu chí xuyên suốt trong xây dựng nông thôn mới là nâng cao thu nhập cho người nông dân. Chính vì vậy, chính quyền xã Gia Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã vận động bà con cải tạo vườn tạp, đưa các loại cây phù hợp có giá trị kinh tế cao vào trồng. Mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2015 đến năm 2020 có 50 hectare vườn tạp được cải tạo, hiệu quả kinh tế đạt khoảng 200 triệu đồng một hectare trên một năm. Hiện nay, xã Gia Sơn đang tập trung cao thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với mục tiêu tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, nâng cao thu nhập cho người dân. Do vậy, chủ trương cải tạo vườn tạp được chỉ đạo tích cực. Năm 2015, khi mới triển khai thì chỉ có 10 hectare, nhưng đến nay đã hình thành 21 mô hình. Chủ yếu là các loại cây như bưởi, mít thái, cam, quýt, chăn nuôi gà. Từ thói quen tập tục sản xuất manh mún nhỏ lẻ theo lối tự cung tự cấp, người nông dân đã dần đưa sản phẩm của mình tới những thị trường lớn hơn theo hình thức liên doanh, liên kết chuỗi giá trị sản phẩm. Phát triển kinh tế vườn có vai trò quan trọng trong việc sử dụng hiệu quả đất đai, lao động, tài nguyên sẵn có và góp phần nâng cao thu nhập cho các gia đình. Thưa quý vị và các bạn, Đại lễ Vê-sắc Liên Hợp Quốc năm 2019 được tổ chức thành công tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách và bạn bè quốc tế. Sự kiện này khẳng định sự đóng góp của Hà Nam trong việc huy động lực lượng, gìn giữ an ninh trật tự, đảm bảo giao thông thông suốt, cũng như chuẩn bị chu đáo về các điều kiện đảm bảo thuận lợi và an toàn cho du khách và đại biểu về dự lễ. Ấn tượng đầu tiên đối với du khách khi đến với khu du lịch Tam Chúc tỉnh Hà Nam là quần thể cảnh đẹp tự nhiên hoang sơ, khoáng đạt và môi trường trong lành. Khung cảnh thiên nhiên chính là yếu tố thu hút, hấp dẫn du khách từ nhiều quốc gia cũng như mọi miền đất nước. Đại lễ Vê-sắc được tổ chức với quy mô, trật tự và rất thuận tiện cho du khách về dự, cũng là những ghi nhận đánh giá của nhiều đại biểu và du khách thập phương khi đến với một địa danh được ví như Hạ Long trên cạn của Việt Nam. Tôi đến đây lần đầu, nhưng mà tôi cảm nhận được là cảnh vật ở đây á, nó quá là hùng vĩ, tổ chức hay lắm, lớn, có cái trình tự nó rõ ràng lắm. Chính bởi cảnh đẹp nên thơ còn giữ được nét nguyên sơ, tự nhiên, cộng với làm tốt công tác vệ sinh môi trường, nên đã tạo được thiện cảm đối với du khách về dự. Đối với tôi, đại lễ được tổ chức rất tốt và ấn tượng. Tôi cũng không gặp khó khăn gì khi đến đây. Tôi là người Belarus, đất nước các bạn có những người bạn tốt. Tôi đến đây thấy rất thân thiện. Nhiều người cũng có những phản hồi rất tốt khi đi du lịch ở đất nước của các bạn. Việc ca ngợi cuộc đời Đức Phật sẽ không thể hoàn mãn nếu thiếu cơ hội trải nghiệm phong tục và tập quán thông qua lăng kính của nước chủ nhà và kinh nghiệm của các tăng ni Phật tử đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ nhằm thưởng lãm các nền văn hóa đa dạng. Phần lễ hội bao gồm các sự kiện trọng tâm như lễ tắm Phật, lễ đàn, lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới, diễu hành xe hoa, triển lãm Phật giáo Việt Nam và thế giới, chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế, hội chợ văn hóa Phật giáo. Trong các ngày diễn ra Đại lễ Vê-sắc Liên Hợp Quốc, các đoàn đại biểu quốc tế cảm nhận sâu sắc sự mến khách thân thiện của người dân Việt Nam. Đây là cơ hội quý báu để các đoàn đại biểu và khách mời thắt chặt tình hữu nghị với Việt Nam và Hà Nam. Và với vai trò địa phương tổ chức đại lễ, Hà Nam đã góp phần quan trọng vào thành công của sự kiện văn hóa quốc tế này. Nằm trong chuỗi các hoạt động của tuần du lịch Ninh Bình năm 2019, khu bến thuyền Tam Cốc trở thành phố đi bộ buổi tối với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Tại phố đi bộ, du khách sẽ được thưởng thức các tiết mục văn hóa nghệ thuật như hát chèo, hát sẩm, ca trù và múa rối nước. Cùng với đó là các gian hàng trưng bày các sản phẩm thủ công do chính những người dân làm ra như thêu ren, các đồ làm từ cói, bèo bồng. Đặc biệt, gian hàng gốm Bồ Bát thu hút rất đông du khách, bởi đến đây du khách được tận mắt xem một số quy trình làm ra các sản phẩm gốm như nặn đất, tạo hình dáng cho sản phẩm. Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức các món ăn đặc trưng của các vùng miền. Đây là hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc, là một sản phẩm du lịch mới mà ngành du lịch Ninh Bình mang đến cho du khách trong tuần lễ du lịch năm nay. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Bảng chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn trên địa bàn tổ chức cho 100% chi hội mở hũ gạo tiết kiệm, ống tiền tiết kiệm giúp chị em phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Các chi hội phụ nữ thôn tổ dân phố trên địa bàn đã đồng loạt đổ hũ gạo tiết kiệm được hơn 1 tấn gạo và đổ ống tiền tiết kiệm được gần 200 triệu đồng. Số gạo và tiền trên, các chi hội đã trích giúp cho hơn 200 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Thực hành tiết kiệm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực hàng ngày, cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn đã bớt một nắm gạo trong bữa cơm hàng ngày, bỏ vào hũ gạo tiết kiệm và hàng ngày đi chợ tiết kiệm vài nghìn đồng tiền lẻ, bỏ vào ống tiền tiết kiệm. Đây là việc làm thiết thực, thường xuyên của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Bảng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Cũng nhân dịp này, các chi hội đã tổ chức sinh hoạt hội viên quý 2 năm 2019 với chủ đề Tìm hiểu 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó tập trung tuyên truyền về hoàn cảnh ra đời, nội dung cốt lõi, giá trị của di chúc và những kết quả trong 50 năm thực hiện di chúc của Bác. Với suy nghĩ học Bác ngay từ những việc làm giản dị trong cuộc sống hàng ngày, những năm qua, Hội Phụ nữ huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua nhiều hoạt động phong trào thi đua thiết thực. Qua đó đã khơi dậy ý thức học tập, lao động sáng tạo của chị em và xây dựng hình ảnh phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Phong trào phụ nữ thực hiện tiết kiệm đã trở thành điểm nhấn trong việc học tập và làm theo Bác, mà điển hình là mô hình tổ thu gom phế liệu của Hội Phụ nữ thị trấn Nho Quan được triển khai thực hiện từ năm 2016. Tại chi hội phụ nữ phố Liêu Trung, cứ mỗi quý một lần các loại phế liệu như vỏ lon, hộp nhựa, bìa giấy lại được chị em đưa đến tập kết tại sân nhà văn hóa, phân loại, đóng bao để mang đi bán gây quỹ hoạt động. Từ khi thực hiện đến nay, số tiền thu được là trên 10 triệu đồng. Để mô hình được triển khai sâu rộng, Hội Phụ nữ thị trấn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, tăng cường tuyên truyền vận động để không chỉ hội viên mà tất cả người dân đều được nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và hiểu được ý nghĩa của hành động thu gom phế liệu. Trong các phong trào thì duy trì được các cái mô hình tiết kiệm, đấy là mô hình tiết kiệm từ thu gom phế liệu và mô hình tiết kiệm 5.000 đồng cho hội viên cho một tháng. Thì đến nay được hơn 100 triệu đồng tổng quỹ của toàn thị trấn thì cho hơn 40 hội viên vay, mỗi năm trung bình là 1 đến 2 hội viên phụ nữ được thoát nghèo. Một điểm nhấn nổi bật nữa là việc đoàn kết thi đua phát triển kinh tế giúp hội viên thoát nghèo bền vững, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Với phương châm giúp cần câu chứ không giúp con cá, hội luôn tạo mọi điều kiện cho chị em về vốn, kỹ thuật. Nhiều mô hình kinh tế được phát triển và nhân rộng từ trồng rau sạch, nấm, ổi, vườn ao chuồng, chăn nuôi lợn, gà, xưởng may, cho thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng một năm. Những cách làm hay trong việc học tập và làm theo gương Bác của các cấp hội phụ nữ huyện Nho Quan đã tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ, làm thay đổi nhận thức và hành động của mỗi cán bộ hội và nhân dân. Từ đó, giúp gắn bó, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đồng thời thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên đã được các trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh triển khai thực hiện với nhiều cách làm hay, sáng tạo và đạt hiệu quả cao. Đây là một tiết thể dục giữa giờ tại trường Trung học cơ sở Tương Giang, thị xã Từ Sơn. Có thể thấy rõ sự hứng thú, yêu thích của các em trong bài tập. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc các hoạt động tập thể dù buổi sáng, bài tập thể dục giữa giờ, múa dân vũ và võ cổ truyền dân tộc do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định, nhà trường còn cho học sinh tập thêm bài nhảy flash mob Tôi yêu Việt Nam, qua đó tăng thêm nhiều hoạt động bổ ích cho các em học sinh. Để nghị quyết 04 của tỉnh ủy đi vào thực tiễn và lan tỏa mạnh mẽ, những năm qua, Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Ninh chỉ đạo 100% đơn vị trường học triển khai tổ chức thực hiện nhiều hoạt động từ chuyên môn đến ngoại khóa nhằm tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh sinh viên. Trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm về giáo dục tư tưởng chính trị, lý tưởng cách mạng, xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, hát quốc ca khi chào cờ, dạy hát dân ca quan họ, xây dựng văn hóa xếp hàng và duy trì tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ. Qua đó tạo bước đột phá quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ. Bên cạnh chương trình học chính khóa, thời gian qua các cấp học trên địa bàn tỉnh Nam Định đã chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh. Xác định trẻ em là những chủ nhân tương lai của đất nước, ngay từ bậc học mầm non,
Nhiều trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nam Định đã chú trọng đến các hoạt động sinh hoạt ngoài khóa, giúp các em đến gần hơn với thiên nhiên để các em được thỏa chí tò mò với vạn vật xung quanh và giúp các em trở nên nhanh nhẹn hoạt bát hơn. Những buổi sinh hoạt ngoại khóa luôn thu hút sự chú ý của các em học sinh vì không gò bó mà vẫn khơi gợi sự trải nghiệm sáng tạo. Hoạt động ngoại khóa được xem là sân chơi an toàn, lành mạnh và bổ ích, góp phần nâng cao kỹ năng sống, giúp các em học sinh được hòa mình vào thiên nhiên, được bồi dưỡng kỹ năng sống, rèn luyện tác phong, tư cách đạo đức, tự tin và chủ động hơn trong học tập, đồng thời trang bị cho học sinh nền tảng những kiến thức và các kỹ năng sống cần thiết. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ phát động học bơi, ngày hội xuống nước của học sinh và giải bơi học sinh năm 2019. Lễ phát động học bơi năm nay nhằm khuyến khích học sinh trong toàn tỉnh tham gia học bơi để biết bơi và được trang bị các kỹ năng phòng chống đuối nước, qua đó giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn đuối nước. Ngay sau lễ phát động, 259 học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đến từ 29 trường trong tỉnh đã tham gia giải bơi học sinh tỉnh Hưng Yên năm 2019. Giải thi đấu hai nội dung bơi tự do và bơi ếch nam nữ, chọn những học sinh có thành tích bơi tốt nhất để trao giải nhất, nhì, ba. Học sinh tiểu học bơi cự ly 25m, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông bơi cự ly 50m. Giải diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 4. Hiện trên địa bàn toàn tỉnh Nam Định có trên 16.000 công trình bioga, trong đó có 5.500 công trình do lờ cáp hỗ trợ. Công trình đã đem lại hiệu quả rất lớn như xử lý chất thải chăn nuôi, góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường, cung cấp nguồn khí đốt cho người dân, giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. Theo Ban Quản lý Dự án lờ cáp tỉnh Nam Định, hiện nay trên địa bàn tỉnh ta có 11 trang trại chăn nuôi lợn sử dụng công nghệ máy ép phân và máy phát điện sinh học để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Trong đó có 9 trang trại nằm trong dự án lờ cáp. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, hệ thống máy móc tại các trang trại hoạt động ổn định. Bên cạnh việc đầu tư hỗ trợ cho các chủ trang trại ra trại xây dựng các công trình khí sinh học, Ban Quản lý Dự án lờ cáp tỉnh Nam Định còn phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức trên 150 lớp tập huấn với hơn 6.000 hộ tham gia, hướng dẫn người dân cách sử dụng vận hành an toàn công trình, các giải pháp xử lý chất thải chăn nuôi và hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh. Tháng 1 năm 2019 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá thành công chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc sử dụng công nghệ cao với số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng, bắt giữ 19 đối tượng. Trong đó, có hai anh em Phạm Công Bằng, sinh năm 1990 và Phạm Công Biên, sinh năm 1988, cùng Đào Viết Lâm, sinh năm 1999, đều ở xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Trần Đức Hiển, sinh năm 1992, ở xã Đông Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, về hành vi tổ chức đánh bạc. Vật chứng thu giữ gồm 15 chiếc điện thoại di động, 3 máy tính để bàn, 1 máy tính xách tay, một lượng lớn tiền mặt và nhiều thẻ ngân hàng. Kết quả điều tra bước đầu xác định tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc là trên 2.000 tỷ đồng và liên quan đến 113 đại lý của đường dây đánh bạc này trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Được biết Bằng là đối tượng cầm đầu trong đường dây, các đối tượng đã thuê nhà ở đường Trần Bình Trọng, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình để điều hành đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên phạm vi cả nước. Thủ đoạn của các đối tượng là mở tài khoản làm đại lý cấp 2 cho các trang web đánh bạc trực tuyến. Các con bạc dùng tiền thật để quy đổi tiền ảo tham gia đánh bạc. Khi chơi xong, các con bạc sẽ được các đối tượng quy đổi tiền ảo thành tiền thật. Hiện vụ án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng. Đợt cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi kinh doanh cát đá trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Công an tỉnh Thái Bình triển khai kéo dài từ đầu tháng 5 năm 2019 đến hết tháng 7 năm 2019. Trong thời gian 3 tháng, lực lượng công an tỉnh Thái Bình sẽ phối hợp với chính quyền các địa phương tập trung kiểm tra, đấu tranh xử lý vi phạm, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên liên quan đến hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh cát đá. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp bao che, bảo kê hoặc can thiệp trong hoạt động này. Qua công tác kiểm tra cũng đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành chức năng và chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực khoáng sản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.